Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Điện Kremlin đang tìm cách thay thế Putin. Đây là câu hỏi được đặt ra và nhiều tin đồn đoán trong chính phủ Nga đưa ra rằng Vladimir Putin là một tổng thống cần phải thay đổi. Ông ta là tổng thống của Nga kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2000 với thời gian gián đoạn từ năm 2008 đến năm 2012. Mục tiêu của ông ta là đưa Nga trở lại một cường quốc. Đây là hình ảnh ông Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga với sự chào đón hai bên của chính phủ. Đó là lý do tại sao ông ta tiến hành chiến tranh ở Ukraine và sẵn sàng chấp nhận cái chết của hàng ngàn người cả ở hai bên, bao gồm lính Nga và lính Ukraine, cũng như những thường dân. Những người am hiểu về tình hình ở Điện Kremlin nhận định rằng Nga đang đánh trận cuối cùng của Putin và điều đó có thể liên quan đến sức khỏe của ông ta. Dường như bất chấp mọi phản đối của quốc tế và Liên Hợp Quốc, Putin vẫn tiếp tục đưa thêm quân để tấn công vào Ukraine. Theo những người trong cuộc, ông Putin đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở lưng và phải dùng thuốc điều trị. Đau lưng được cho là tai nạn với tàu lượn có động cơ. Ngay từ mùa thu năm 2012, người ta đã đồn đoán rằng người đứng đầu Điện Kremlin bị đau lưng nghiêm trọng. Theo hãng tin Reuters, ông ta được cho là thỉnh thoảng phải mặc một chiếc áo bó chỉnh hình. Tờ báo Vedomosti của Nga vào thời điểm đó viết rằng vết thương cũ của Putin đã trở nên tồi tệ hơn sau chuyến bay của ông với đàn xếu vào tháng 9 năm 2012. Và các bạn cũng từng thấy ông Putin thường thể hiện mình với sức khỏe vượt trội bằng hình thức khác nhau. Đây là hình ảnh ông Putin bay cùng đàn xếu trên chiếc tàu lượn này. Vào tháng 5 năm 2021, nhà chính trị học và sử gia Valery Solovyov từng công tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow đã nói về việc Putin có thể từ chức vì ông ta phải dùng thuốc mạnh có tác dụng phụ hết sức nghiêm trọng. Ngoài ra cũng có suy đoán về khả năng ông ta bị bệnh ung thư. Nhưng ngay cả giới thân cận nhất của ông dường như cũng không ai biết một điều gì cụ thể vì ông ta khá kín đáo, vốn là cựu sĩ quan KGB của Liên Xô cũ. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Yeltsin trước đó cũng từng bị bệnh nghiện rượu. Ông này hay uống rất nhiều rượu bất chấp các thủ tục quốc tế. Mùa thu năm ngoái, Solovyov cho biết người ta đang nghiên cứu về thuốc chống ung thư cho Putin. Maria, con gái của Putin, một nhà nghiên cứu chuyên khoa, bác sĩ nội tiết, được cho là cũng đang tham gia công trình nghiên cứu thuốc ung thư này. Ngoài ra còn có tin đồn dai dẳng rằng Putin lại bị bệnh Parkinson và phải dùng thuốc steroid cùng nhiều thứ khác. Kể từ sau cuộc tấn công vào Ukraine, Putin đã được cho là tự cô lập mình hoàn toàn, không chỉ vì nỗi sợ bị nhiễm corona. Các nguyên thủ quốc gia gần đây đến thăm ông phải trải qua cuộc kiểm tra PCE của Nga hoặc đàm phán với ông ở một chiếc bàn dài lớn cách nhau tới 7 mét. Như Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Macron cũng bị đối xử như vậy. Đây là hình ảnh ông Putin phải ngồi trước một cái bàn dài đến 7 mét để tiếp lãnh đạo các nước phương Tây. Dường như ông ta sợ đầu độc hoặc lây nhiễm bệnh cho mình. Xem chừng ông ta cũng sợ một cuộc ám sát, ví dụ như dùng chất độc tiếp xúc chẳng hạn. Một số kịch bản thay thế Putin đã được lan truyền trong Điện Kremlin, nhưng chỉ sau khi chiến tranh Ukraine kết thúc. Và hiện nay, thị trưởng của Moscow, nguyên Phó Thủ tướng Sergei, đang được đồn đoán sẽ là người kế nhiệm của Putin trong thời gian tới khi cuộc chiến ngày càng đẫm máu và xa lầy tại Ukraine. Đây là hình ảnh ông thị trưởng Moscow là người được cho rằng sẽ thay thế Putin vào thời gian tới khi Putin quá hung hăng. Ngược lại, Dmitry Medvedev không được coi là người kế nhiệm tiềm năng. Vị cựu thủ tướng này không được dân chúng cũng như giới kinh doanh của Kremlin đánh giá cao. Ngay cả với Putin, Medvedev vẫn chịu được chỉ là người phục vụ dưới quyền, kể cả vào thời điểm mà hai ông phải hoán đổi chức vụ cho nhau trong 4 năm vì Putin sau hai nhiệm kỳ vào năm 2008 đã không thể ra tái tranh cử tổng thống ngay được, nên ông ta dùng biện pháp đổi chỗ khác nhau. Lối thoát mà Điện Kremlin dự tính cho Putin chính là con đường nghỉ hưu với tất cả sự tôn trọng và nhiều lời khen ngợi
Tuy nhiên, điều này có thực hiện được hay không khi Liên Hợp Quốc đang lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và Putin đang bị điều tra về tội ác chống lại loài người? Đây là hình ảnh cựu Tổng Bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev sau khi nghỉ hưu đã viết sách, đi du lịch, dự hội thảo khắp nơi trên thế giới và ông thường được đón chào ở các thế giới phương Tây vì ông đã làm chấm dứt chiến tranh lạnh. Cựu đại sứ Đức tại Moscow Rutiken đã mô tả một kịch bản khác trên truyền hình nhà nước ZDF rằng nếu Tổng thống Nga tiếp tục leo thang, nếu ông ta tiếp tục khiến cho quân đội phải trả giá cao thì vẫn còn hy vọng quân đội sẽ đâm sau lưng ông ta. Kính mời các bạn xem bản tin hàng không Nga tê liệt, Putin phải đi tàu. Cuộc chiến của Nga vào Ukraine xâm lược đang diễn ra rất khốc liệt và máy bay của Nga đã bị rút giấy phép bay vì không còn an toàn nữa. Bermuda là nơi máy bay Nga được đăng ký, hiện nay đang đe dọa rút tất cả các giấy phép bay của Nga vì các máy bay này không được kiểm tra định kỳ. Đây là hình ảnh hàng không của Nga với trên 500 chiếc máy bay mua và thuê của các nước tư bản. Giờ đây, những chiếc máy bay này phải nằm dưới mặt đất. Đây chính xác là những gì có thể xảy ra ngay bây giờ. Hầu hết các máy bay do hãng hàng không của Nga như Aeroflot, Pobeda hoặc Uta khai thác đều được đăng ký tại Bermuda, mã định danh là VPB hoặc là VQB. Và hiện cơ quan hàng không dân dụng Bermuda đã đình chỉ chứng nhận đủ điều kiện bay của máy bay do các hãng hàng không Nga khai thác, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố vừa nêu ra. Đây là một sự kiện gây chấn động và làm ảnh hưởng đến hãng hàng không của Nga. Và ý nghĩa của việc này như thế nào? Các máy bay đã đăng ký tại Bermuda không được phép bay nữa và mất cả bảo hiểm. Chúng không còn đủ điều kiện. Hậu quả là các phi công Nga không còn được phép lái những chiếc máy bay không có đủ điều kiện về an toàn này nữa, vì nó có thể gây ra các vụ cháy nổ và rơi bất cứ lúc nào. Một hệ quả khác của lệnh trừng phạt của châu Âu hiện nay đã gây ra 3 vấn đề lớn đối với giao thông hàng không của Nga và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh hãng Boeing của Mỹ là nhà cung cấp máy bay chính cho các hàng không dân dụng tại Nga. Ngoài ra, hãng Airbus của Đức và châu Âu cũng vậy. Các nhà sản xuất lớn Airbus và Boeing mà phần lớn các đội bay đang dùng đã chấm dứt hợp tác, không còn cung cấp phụ tùng, phụ kiện và ngừng bảo trì tại chỗ và từ xa bao gồm các phần mềm và phân tích các lỗi. Các bản cập nhật phần mềm bị ngừng cung cấp có nghĩa là máy bay không còn có thể được vận hành an toàn trên phạm vi quốc tế và điều này hết sức nghiêm trọng khi các phần mềm đột ngột dừng lại hoặc không được cập nhật. Đó là lý do tại sao các công ty cho thuê quốc tế mà hầu hết máy bay của các hãng hàng không lớn của Nga đang dùng đều muốn nhận lại máy bay của họ. Họ hủy hợp đồng và đòi lại các máy bay, nhưng ông Tổng thống Nga Putin từ chối trả lại. Do đó, Bermuda bây giờ cũng chấm dứt hợp đồng cung cấp chứng chỉ an toàn ngắt bay cho máy bay của Nga. Và hậu quả của tất cả những điều này là các máy bay Nga phần lớn không còn bảo hiểm nữa, không có chứng chỉ an toàn và như hàng ăn cắp lơ lửng trên bầu trời. Điều đó dẫn đến khi gặp vấn đề thì các hãng bảo hiểm không trả tiền cho máy bay Nga. Đây là hình ảnh các hãng bảo hiểm lớn không còn cung cấp bảo hiểm cho máy bay Nga khi các máy bay không được bảo trì một cách đúng. 800 máy bay Airbus, Boeing hoặc Bombardier được đăng ký ở nước ngoài, ngoài Bermuda cũng có đăng ký ở Iran. Ví dụ, hãng hàng không Nga Aeroflot chỉ đăng ký các siêu máy bay phản lực của Nga ngay tại Nga, định danh là ERA. Đây là những máy bay do Nga tự sản xuất. Chính quyền tại Bermuda cho biết khả năng kiểm tra an toàn đường bộ của chính họ cũng bị hạn chế nghiêm trọng bởi lệnh trừng phạt và không còn kiểm tra được những máy bay của Nga. Ngoài ra, các nhà sản xuất như Boeing, Airbus cũng ngừng cung cấp các phụ tùng thay thế để bảo dưỡng các máy bay phản lực của Nga. Điều này đáng nhẽ được thử sẵn làm hàng ngày, hàng giờ, nhưng bây giờ đã bị chặn lại. Các chuyến bay cũng bị hủy hàng loạt tại Nga. Một tuần trước, nhà chức trách hàng không Nga Rovia đã khuyến cáo hầu hết các hãng hàng không dừng tất cả các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều ngày, các chuyến bay nội địa cũng đã bị hủy hàng loạt.
vì lý do cũng nêu trên, máy bay không còn an toàn, không còn chứng chỉ. Đây là hình ảnh các chuyến bay tại Nga bị cancel, hủy hàng loạt, ngay cả đường bay nội địa cũng vậy. Ví dụ, hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trong các khu trượt tuyết ở Kaukasus. Hãng này cũng cho biết, đến cuối năm, hành khách của iFlot có thể được hoàn tiền cho các chuyến bay chưa sử dụng hoặc đặt lại vé cho các ngày khác trong năm 2022 nếu đường bay tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên, việc tiếp tục có được hay không khi các hãng hàng không quốc tế, đặc biệt là Boeing và Airbus, không cung cấp linh kiện và phụ tùng thay thế cho Nga nữa. Cổng thông tin Internet Yandex cũng đã viết bài ngày trước về việc các hãng hàng không gãy cánh của Nga, ám chỉ thực trạng ngày càng trở nên tồi tệ tại Moscow và nhiều thành phố khác. Và nếu tất cả các hãng máy bay Boeing, Airbus và Bombardier tiếp tục như vậy thì nó phải nằm chờ ở mặt đất và không thể bay lên. Các hoạt động trong các chuyến bay nội địa chỉ có một số máy bay sản xuất tại Nga như Sukhoi SSG-100 của Nga và một số loại cũ của Liên Xô như Yak-40 và Yak-42 vẫn được đăng ký tại nước này là còn dùng được. Tuy nhiên, độ an toàn rất kém. Đây là hình ảnh máy bay cũ vừa thiếu tiện nghi lại không an toàn của Liên Xô như Yak-40 được Nga lôi ra đưa vào sử dụng. Vì bị cấm vận kinh tế nên các hãng hàng không quốc tế và các hãng lớn không cung cấp phụ tùng cho Boeing cũng như Airbus nữa. Trong khi đó, chính phủ Nga cũng thông báo rằng họ đang nghiên cứu giải pháp đăng ký và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay ở Nga. Nhưng họ không nói rằng sẽ giải quyết vấn đề như thế nào về việc thiếu bảo trì và không có linh kiện để thay thế, khi mà một trong số đó phải được thay thế thường xuyên và hàng ngày và có bảo hiểm. Những máy bay này cũng không thể đi ra nước ngoài vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu giữ. Và tình trạng tê liệt hàng không tại Nga đã khiến nhiều hoạt động phải chuyển sang di chuyển bằng đường sắt, mà ông Tổng thống Nga Putin cũng không phải là một ngoại lệ.